cửa thì đây là hàn xong, bây giờ sáng nay anh em mình trở vào này. Đấy, ở đây thì có 5 cánh này. Nấu cho mấy người ăn thì hai bếp. Đấy, anh em mình có thể làm hai bếp. Và khói thì để ra ngoài nha các bạn. Khói thì ở trong đây này. Khói thì có ống khói này, toát khói ra ngoài này. Đấy. Lúc nấu thì đặt cái nồi lên đây là nó sẽ che cái phần này. Và mình có làm cái các xe ấp trên này này. Cái ván ấy, nó sẽ là cửa bằng tôn, cửa sổ này. Còn lớp trong này là bảo hiểm này. Thì cái này rất chưa chắc rồi. Chà, Tuấn giờ đây cầm chung chìa khóa đây các bạn. Đấy, cửa sổ lùa đây các bạn. Bên này là bên nấu ăn nha. Ok, chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn quay lại channel Quang Linh Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Đấy, hôm nay anh em mình vào để lắp cửa các bạn. Lắp cửa nhà Tuấn với cửa của nhà bác Du Dê. Cửa thì đây đã hàn xong nên bây giờ sáng nay anh em mình trở vào này. Đấy, ở đây thì có 5 cánh này. 5 cánh cửa. Và đấy là cửa sổ. Thì ngày hôm nay anh em mình sẽ cố gắng cho anh em lắp cho nó tương đối để ngày mai ngày kia là có thể anh em mình đưa giường với đưa cái đồ nội thất vào để lắp được. Đấy. Thì đây thì chắc cửa chắc tầm 2 ngày xong rồi các bạn. Còn lại thì em sẽ đến ngày thứ 3 nữa, ngày kia nữa thì anh em mình sẽ tiến hành lắp giường. Đấy, lắp giường cho Tuấn. Thì giường thì ở đây thì anh em mình đã chuẩn bị sẵn rồi nha các bạn. Giường thì anh em mình đã làm xong và bỏ ngoài nhà rồi. Thì chỉ cần là sau cửa để có khóa là anh em mình sẽ đưa vào và lắp thôi. Đấy. Còn ở đây thì anh em mình sẽ lắp hai giường, hai phòng. Và giường là giường tầng nha các bạn. Giường tầng, mỗi phòng này là hai tầng. Đấy. Và bếp thì đây anh Dũng có làm bếp rồi. Hôm qua vào thì mình có bảo với anh Dũng là xây bếp. Đấy, thì đây là bên cái phần này là bếp ga các bạn này. Cái tấm mà mình đổ ngoài đấy là sẽ khô, ngày mai khô sẽ gác lên đây. Đấy, gạc lên đây là bên này sau nếu mà em Tuấn mà có điều kiện đấy thì sau này có điều kiện có kinh tế hơn thì có thể là nấu ga với bếp ga là nấu ở chỗ này. Còn đây là mình xây bếp để nấu củi này. Đấy, nấu củi là bếp này cũng xong rồi. Giờ chỉ đặt bếp ga lên và hoàn thiện nữa thì nó sẽ là đẹp hơn. Bây giờ thì đang làm thì nó nhìn như thế này thôi chứ còn bếp củi này là ok rồi, nấu cho mấy người ăn thì hai bếp. Đấy, anh em mình có thể làm hai bếp. Và khói thì để ra ngoài nha các bạn. Khói thì ở trong đây này. Khói thì có ống khói này, toát khói ra ngoài này. Đấy. Lúc nấu thì đặt cái nồi lên đây là nó sẽ che cái phần này. Và đun củi vào đây thì khói sẽ ra đi theo ra theo cái ống đấy. Chứ nó không liên quan gì đến phần trong này cả. Trong này thì chắc là cùng nó sẽ có khói thôi nhưng mà sẽ có ít khói. Thì bởi vì cái cửa sổ này là mình để to là bởi vì là sau này chống nấu cái này nó có ít khói thì nó sẽ thoáng. Và trừ cái ô lam này nó lại thoáng nha các bạn. Dưới này thì có thể bỏ củi với ấy bỏ vào trong này được này. Đấy, củi với ấy mình chất vào trong này. Còn nấu thì thế này là ok rồi. Trong này thì cũng có thể là bỏ củi này. Đấy. Thì đây là những cái bước gần như là cuối cùng rồi. Những bước gần như là cuối cùng của cái bên cái phần xây ấy. Phần hồ ấy, thì anh em mình sẽ cố gắng hoàn thiện trong vòng một vài ngày tới và sẽ sau đấy sẽ tiến hành là lắp nội thất, giường, nệm đấy. Còn đây nhà vệ sinh thì cái này hôm sau anh Dũng sẽ đi cái hồ dầu nhé các bạn, hồ dầu trơn nhé. Đấy, nhà vệ sinh thì đây trên này là mình có làm cái các xe ấp trên này, cái ván ấy nó sẽ là bịt lại cái phần này vào đây tí. Cái này thì chiều nay mình sẽ nhường ở trên trung tâm tỉnh các bạn, sẽ mua cái bệt vệ sinh bệt thấp nha, bệt ngồi nha các bạn, thì sẽ bệt sổm thì sẽ ngày mai sẽ lắp. Bây giờ thì cũng gần như là xong rồi nhưng mà chỉ đợi mỗi cái bệt vệ sinh thôi. Mình mua ở cái huyện này thì nó không có cái bệt vệ sinh này. Đấy.
Đây thì lắp cửa với đi cái nền này trơn nữa là cũng xong. Cái này thì anh em đang nghỉ ăn trưa mà mấy anh thờ lắp cửa vào làm thôi. Đây thì cái tấm này, tấm đan này là để ráp lên bếp ga nha các bạn. Ráp lên cái chỗ bếp để nấu bếp ga. Đấy. Bên của bác José cũng cửa cũng xong rồi. Vâng vâng. Giờ anh thợ hàn sẽ lắp và chắc chiều về. Giờ mình quay qua trước khi khâu chuẩn bị còn chiều anh em mình ở trong farm ra thì mình sẽ quay cái lúc xong cho các bạn xem. Tiêu bán điều. Dạ, bán tạt. Ok. Dạ. Đây cửa của bác José nha các bạn, cửa sổ này. Cùng làm cửa bảo hiểm bên ngoài và cánh cửa bên trong. Đấy, còn đây thì cửa chính và hôm nay cũng sẽ lắp luôn. Cửa này thì anh em mình chỉ mới sơn qua. Lúc nào lắp xong ấy, lắp xong hoàn thiện tất cả thì anh em mình sẽ đi sơn lại một lượt. Đấy. José le vai montar a porta. José vai montar. Tá, montar a porta. Yeah. Esse depois tem que pedir chave para guardar. Tá, chefe. Đấy. Của bác José thì trong này mình sẽ hàn cho bác mấy cái bảo hiểm. Ở đây cũng sẽ có hàn bảo hiểm nha các bạn. Đây là một cái sắt dao cồng ở đây. Là bảo hiểm để chống trùng. Đấy. Bên này thế. Ôi giời, đây ở trong này rất chi là mát này. Trong này mát lắm. Bên ngoài này còn mát. Rõ má lắm. Ok, thì mình giờ mình vào trong farm, xong rồi chiều về đi qua đây mình sẽ quay tiếp cái lúc mà các anh lắp xong ấy. Đấy, bên kia là đã đưa cho cửa sổ lên rồi. Cái nhà này thì phải lắp cửa vào là nhìn hoành tráng đấy các bạn. Cửa mà lắp xong là nhìn hoành tráng đấy. Đấy, cái cửa chỉ có mỗi cái cửa này là mình làm cửa lùa nhé các bạn. Cửa lùa ba cánh nhá. Đấy, để lúc mở mình mở được nó rộng ấy. Rộng đấy ạ. Đã về nào vài cây. Ok, để cho anh em lắp rồi anh em mình vào trong kia, chiều về mình ấy thôi. Có anh chủ ở đây anh sẽ đấy. Anh chủ ơi, cái cửa này phải anh phải bảo với mấy anh thờ là khoan vào 6 cái sắt nha. Mỗi bên ra đấy. Vâng, chính giữa phải một cái nữa, dưới với trên. Vâng vâng. Ok các bạn nhá, thì như hôm qua mình vào đấy, hôm qua là anh em mình đưa cửa vào để lắp. Đấy, thì hôm nay là anh em sáng nay là lắp xong rồi. Đấy, đây là cửa sổ của tập hóa nha các bạn. Đấy, thì lớp ngoài này là cửa bằng tôn cửa sổ này. Còn lớp trong này là bảo hiểm này. Thì cái này là rất chắc rồi. Lúc nào chỉ cần mở ra là ấy thôi. Mở ra là bán hàng thôi. Đấy. Mở như thế này. Là cửa sổ của tiệm tập hóa nha các bạn. Thì cái này là lắp xong rồi. Sau là cứ ngồi trong này là bán hàng thôi. Đấy. Dìa chắc chắn. Cái sắt này thì mình cho anh em làm chắc chắn rồi. Còn cửa, tất cả các cửa chính cũng xong rồi. Đây, cửa chính. Cửa chính của cái tiệm tạp hóa. Đây. Cái này cửa sổ với cửa chính các phòng ngủ cũng hoàn thiện rồi. Cái này thì chắc ngày mai ngày kia là anh em mình sẽ đưa giường với nệm vào để lắp ráp thôi. Đấy. Cửa như thế này là ok lắm à. Chave onde? Mete toda a chave na porta. Mete fora, á. Đấy các bạn. Chà, Tuấn đây này cầm chung chìa khóa đây các bạn. Cái này thì nào nó ese, dá outro.
Đi là chỉnh chọt lại là xong. Đây là cửa phòng ngủ đây các bạn. Đây cửa sổ phòng ngủ cũng mở như thế này. Đấy. Cửa sổ phòng ngủ thì mình không hàn bảo hiểm bởi vì là ngoài này sau nó sẽ có một cái lưới bảo vệ nữa. Nên là chỉ tối đến thì đóng cái cửa chỗ này. Tối đến đóng cửa chỗ này là trong này mát. Mở hết cửa sổ thế này là mát. Đấy. Thì cái cửa này anh em mình cũng làm đâu đó tầm 15 ngày đấy. Tất cả cửa của các phòng. Đấy, ngon lành rồi. Phòng vào trong thì mát lành luôn. Đây rồi. Tiến độ bây giờ là đến những cái bước cuối cùng rồi. Lắp cửa xong thì sẽ sơn lại cửa một lần nữa để cho nó sạch, có những cái chỗ bị sót hoặc là bị thiếu ấy, thì mình sơn qua. Cái nữa là bắt đầu dầm những cái sơn mà lúc anh em lắp cửa nó bị bẩn vào ấy. Xong đấy là anh em mình tiến hành lắp nội thất, lắp giường. Bếp thì cũng xong rồi. Bếp thì bên này là bếp nấu hôm qua mình có quay rồi này. Còn cái bếp bên phần để sau này nếu mà có điều kiện ấy mà nấu bằng ga ấy, thì đây. Hôm nay sáng nay của anh em cũng lắp xong rồi. Đấy, là lắp nấu bếp ga bên này, bếp củi ở bên kia. Thì mình cũng đang nghiên cứu là xem nếu trường hợp mà nó nấu trong này mà nó khói hoặc ấy quá ấy, thì mình sẽ làm thêm một cái gian bằng gạch đất ở ngoài sân ngoài này để nếu mà trời nắng giờ ấy thì có thể nấu ngoài được cho nó thoáng. Còn trời mưa thì có thể để nấu trong này. Cái này chỉ tận dụng lúc nào trời mưa, mưa gió không nấu được ngoài thì sẽ nấu tạm trong này. Bởi vì cái bếp này thì cũng giống như bếp ấy, nó thông khói ra ngoài rồi, khói không có trong này đâu. Đấy. Cái dàn bếp ga này cũng xong rồi. Sau này thì dưới này thì bỏ bình ga hoặc là, nhưng cái này thì chỉ sau thôi, giờ thì chưa biết được các bạn. Đầu tiên là nấu củi đã, bởi vì như trong tuần giờ mà nấu ga cũng không đủ điều kiện để nấu ga đâu. Mà cái đặc biệt một cái này là người dân bên này người ta nấu cái gì người ta cũng hầm mấy tiếng đồng hồ ấy, còn nấu ga chắc không lại được. Bởi vì cái gì người ta cũng hầm bở lên để ăn chứ không kiểu nấu qua như mình đâu. Như mình thì món ăn, cái đặc trưng của món ăn người châu Á mình nó khác, không phải như người bên này. Bên này 90% là nấu là hầm hết. Còn đây cửa sổ này thì cửa sổ. Đấy. Đấy, cửa sổ lùa nhé các bạn. Bên này là bên nấu ăn nhá. Cái cửa sổ này lớn với lại cái phần này nó nằm phía ngoài, cho nên anh em mình phải hàn thân bảo hiểm. Đấy. Chứ còn các cửa sổ phòng thì không. Đây, trong này thì bể vệ sinh mình hôm qua mình nhường ở trên công ty Hòa mua cho ở trên tỉnh ấy, gửi về, chứ ở dưới này không có. Và cái bể vệ sinh này thì sẽ đặt ở đây. Và dưới cái ống này thì anh em mình có làm cổ gà nhé các bạn. Làm bằng cổ gà thì đến lúc mình dồn nước vào ấy thì cái phần đấy nó trôi đi. Xong là cái cổ gà nó giữ cái nước sạch lại để nó giữ ngăn mùi từ ngoài cái bể phốt vào. Đấy, và sẽ không có mùi vào trong này. Thì cái này chỉ cần lúc nào sử dụng thì sẽ là đi xong là nước sạch là được. Là ok. Cửa nhà vệ sinh cũng lắp xong rồi đấy các bạn. Đấy. Cửa nhà vệ sinh này ván này. Cái này gạc xếp này không phải gạc xếp, nhưng mà để bịt nhà vệ sinh lại là anh em mình cũng làm rồi này. Đấy, bỏ đà và lạt ván lên. Thì cái trên cái chỗ nhà vệ sinh này sau này nếu mà có cái đồ dùng cái gì ấy thì Tuấn có thể là gác lên bên này, bỏ lên này cho gọn. Đấy. Đây hôm nay nữa là xong cái phần này thì ngày mai mình sẽ đưa giường vào và mua nệm vào. Vậy. Để hết bao nhiêu sơn? Nay thì tối nay là có thể tất cả vật liệu là có thể bỏ trong để trong nhà này được rồi, bởi vì cửa ngõ xong rồi thì sẽ khóa lại. Đấy. Nhà như Tuấn đây giờ nhất vùng, nhất bản. Cửa thì cửa hàn cửa sắt bằng tôn dập của Việt Nam này.
cái này, cái khuôn dập tôn này là bên này không có đâu các bạn này. Người bên này, bên Angolan chưa có cái khuôn dập tôn này đâu. Cái này là chỉ người Việt Nam mình đưa cái máy dập dập tôn sang dập và làm. Đấy, nó còn đẹp. Tiêu bốn tấn. Giá ta cá ba bốn tấn. Đây là ok rồi nha các bạn. Lắp cửa. Cửa sổ thì chắc tí nữa mới lắp được. Bây giờ anh em đang đợi thì đưa máy nổ sang và hàn. Với cái này là được. Đây là xong cửa. Của bác Jose thì cũng anh em mình sau anh em mình cũng sẽ hàn cho bác mấy cái kề cái giá để bỏ đồ. Tuyệt vời. Brigadu. Đấy, cửa sổ của bác Jose thì cũng một lớp bảo vệ nha các bạn. Đấy. Ngoài là cửa sổ tôn, trong là bằng bảo hiểm. Đấy. Thì nó sẽ là chắc chắn. Đấy, tí nữa anh em phải lắp. Bây giờ anh em mình chỉ quay cái đoạn này xong, anh em mình phải đi vào farm. Ok các bạn nhé. Đây, hôm nay mình quay cho các bạn xem là cái phần anh em mình lắp cửa cho nhà của Tuấn với là kiosk của bác Dê. Thì sắp tới anh em mình sẽ lắp nồi thất, lắp giường và làm những cái kề cái giá để làm trong tiệm tạp hóa với của bác Dê, kiosk bác Dê. Thì anh em mình sẽ thông tin thêm cho các bạn xem nhé. Cảm ơn các bạn luôn theo dõi và đồng hành của anh em mình nhá. Chào các bạn.